phường hồng áo trắng duyên sinh. Rồi rồi, từ 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 từ, các bạn cứ cứ tự nhiên. Dễ thương, dễ thương quá. Rồi cứ đi vào tự nhiên đi. Hôm nay tôi trở về thăm vườn cũ. Đâu có thuộc bài đâu. Ở hạt đấy, đừng hạt đấy. Hôm nay trở lại về thăm trường cũ. Hạt đấy. Quá hát không được. Nhiều nét đôi thay trường mãi đeo. Bên hiên hàng giờ tìm những vàng xưa. Mấy ra có còn đôi đứa. Có còn à? Hai đứa. Còn 4, 5 đứa. Dễ thương hả? Thầy phường dễ thương quá mà mấy cô vào thăm trường chụp hình cho mấy cô tuổi như thế này thì không thể nào là cựu sinh viên cựu học sinh trường Lê Quý Đôn. Cho em với bà Lan. Tới đây, chụp với bà nội. Chụp với bà nội. Đi. Tới đây. Không chịu chụp. Đăng. Rồi, về thôi. Rồi quay lại. Bạn lái xe có đôi mắt rất là nghệ thuật. Chụp xe đi rất là nghệ thuật luôn. Anh xe đi chụp hình đẹp lắm. Bình thường đi ăn đừng có trận. Cứ tự nhiên. Rồi cái khung hình rất dễ thương này. Được không? Được. Vậy cái chỗ vậy tao nè. Một tay thôi. Rớt. Rồi rất là dễ thương. Rồi ok. Bốn đứa đi. Con. Kim Anh vô đi. Con từ từ. Cầm nóng. Để bỏ nó đi vào về mấy ngày á, tìm phải vô xin có cái thắt của lắng là phải hạt mọi người. Mọi người làm sao thì lắng được, không thành sao. Mọi người làm điều thì lắng được, không làm điều. Rồi, 2, 3, chụp. Rồi. Bạn lại đây đây. Tuổi nào cũng đẹp cũng xinh. Khi nào nhìn lá vàng quá nhiều lai mà tôi đi nhìn hoa. Nhưng chiếc chờ xe chờ đầy hoa phượng. Em chờ mùa hè của tôi đi đâu. Trong buồn thi em cầm là tuổi tôi 18. Hoa ra nhé trời. Hát tiếp đi chứ, đã hết đâu. Quên bài ra. Rồi dễ thương chưa, dễ thương. Dễ thương quá. Kim Anh đứng lên cho thấy Kim Anh. Đây đường nè. Thấy không? Thấy cô. Beautiful. The flame flower. Đây,
Phường nhớ thương ai mà màu đỏ thắm. Từ cưa chút Dễ Thương cái sao cưa ấy. Rồi. Rào cho vô cái chân giống. Chụp hai vậy chị gái đi. Đúng rồi đó. Rồi. Chụp cái chân dung kia. Dạ rồi, chân dung này. 2 3. Rồi. Chụp đi con. Dạ. Cái đó ba là cái này. Cái tự nhiên thì cái này. Đó là cái hoa cũng tốt. Chụp không? Dạ đó, chụp cái